Có rất là nhiều bạn hỏi về quá trình tỉnh thức của Thục Anh. Có nhiều bạn nghĩ rằng để thức tỉnh, chúng ta cần trở thành một người có nhiều khả năng vô cùng đặc biệt. Nhưng với Thục Anh, mình chỉ thấy rằng mọi thứ thật đơn giản khi bước vào thế giới tỉnh thức. Có quá nhiều người đang lạm dụng từ tỉnh thức trong mọi lĩnh vực, khiến cho mọi người cảm thấy phức tạp. Và Thục Anh cũng muốn nói rằng, chỉ cần bạn tỉnh dậy vào ngày hôm nay và nhận thức được mọi điều đang hiện hữu xung quanh, thì đấy cũng được gọi là tỉnh thức rồi. Ngày hôm nay, trước khi chia sẻ thêm về tỉnh thức, mình sẽ chia sẻ tới tất cả các bạn 4 lối sống giúp các bạn có thể kích hoạt được một cuộc sống tỉnh thức về tinh thần. Việc đầu tiên, hãy bắt đầu thay đổi suy nghĩ của bạn về người khác. Lần tới khi bạn đi ngang qua ai đó, hãy để ý suy nghĩ của bạn về họ. Nếu như họ trông hơi lạ và dị, nếu như bạn không thích những gì mà họ đang mặc hoặc đang nói, thì phản hồi của bạn là gì? Tâm trí của bạn sẽ tự động nói gì khi bạn nhìn thấy một người không vừa mắt mình? Thục Anh bắt đầu nhận thấy những suy nghĩ này và sau đó nhận ra nó ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nhiều như thế nào. Mình đã không còn ngừng tức giận với thế giới và mọi người khác chỉ vì đơn giản họ là con người của họ. Vào lúc đó, mình quyết định mình sẽ làm một điều gì đó thật khác biệt. Mình bắt đầu nhìn những người khác và tìm một điều gì đó tốt đẹp về họ. Cho dù họ có là ai, thì chắc chắn đều phải có ít nhất một điểm gì đó thật tốt. Mình đã làm điều này trong nhiều tuần và thật khó tin là tâm trạng của mình đã thay đổi nhiều như thế nào. Và giờ đây, mình đang ở trong một niềm hạnh phúc thật thuần khiết. Phát triển thói quen tìm ra những điều tích cực về người khác và kết quả là một cuộc sống cũng bắt đầu trở nên tích cực hơn. Thở sâu và biết ơn là một trong những cách để có thể kích hoạt được lối sống tỉnh thức của các bạn. Rõ ràng là có vẻ như đây là một trong những cách tuyệt nhất để mở rộng tâm hồn mình với vũ trụ và tăng cường sức khỏe cho bản thân. Phương pháp này không chỉ giúp cho tâm trí được tĩnh lặng mà còn đưa cơ thể bạn vào một trạng thái vô cùng khỏe mạnh. Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy rằng hầu như chúng ta luôn ở trong một tình trạng đầy áp lực từ cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường thở nông hơn mức bình thường và suy nghĩ của chúng ta không ngừng chạy đua và cằn nhằn về những điều mà chúng ta làm hôm nay và cả những cái điều mà chúng ta làm vào ngày mai. Chúng ta không bao giờ dành một chút thời gian để hít thở sâu, cung cấp oxy cho cơ thể một cách hợp lý. Hãy hít thở thật sâu và cho cơ thể biết rằng bạn đang ở một trong trạng thái thật bình tĩnh. Sự gắn kết của trái tim khi hít thở sâu là một trong những cách để thấy được hiệu quả rằng sức mạnh của chúng ta có thể chữa lành. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách đặt bàn tay hoặc các ngón tay lên vùng trái tim để tự động hướng sự tập trung của bạn vào vị trí này. Nếu bạn muốn thực hành phương pháp này nhiều hơn nữa, hãy bắt đầu cảm thấy biết ơn về mọi thứ mà bạn đang có hoặc có thể có trong cuộc sống này. Người ta nói rằng, khi con người cảm thấy biết ơn, họ không thể cảm thấy bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào khác. Sự gắn kết của trái tim còn khiến cho bạn cảm nhận được những cảm xúc thăng hoa như tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng biết ơn, sự đánh giá cao trong cuộc sống. Thực hành bài tập này ít nhất 5 phút mỗi ngày sẽ tạo ra một sự thay đổi lâu dài trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Ngồi xuống và viết ra những gì mà bạn biết ơn. Hãy gắn kết trái tim và giúp giải phóng những cảm xúc tiêu cực và thiết kế lại bản thân của mình. Hãy ngừng nuôi dưỡng bản ngã của bạn. Điều này rất quan trọng trong lối sống tỉnh thức. Thục Anh đã dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời của mình chỉ để bất an hoặc không chắc chắn về bản thân mình vì những tiếng nói nhỏ ở trong đầu. Khi mình ngồi xuống
và thật sự lắng nghe những gì mà giọng nói đang nói với mình. Mình nhận ra rằng nó hoàn toàn không phải là mình. Sự vọng tưởng thường phi lý, không hay và thậm chí không đúng với sự thật. Hầu như tất cả những điều mà mình nhớ, mà bản ngã của mình đã nói với mình rằng không thể làm được, nhưng cuối cùng thì mình đã có thể làm được. Mình ngập tràn những suy nghĩ và cảm xúc chỉ khiến cho mình sợ hãi và khiến cho bản thân thất vọng. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng thực sự rất khó để giải mã những nguồn gốc của những suy nghĩ tiêu cực, vì nghe nó có vẻ như rất giống với bên trong chúng ta. Và có vẻ như phần lý trí của chúng ta cho chúng ta thấy rằng chúng ta thật sự không thể nào làm được những điều tuyệt vời, vì có thể những điều đó quá tuyệt vời để đạt được. Nhưng không, ngày hôm nay Thục Anh muốn nói với tất cả các bạn, cùng với những người khác cũng đã nói rồi, hãy theo đuổi những ước mơ, rằng chúng không quá vĩ đại đâu. Chúng ta đều có thể làm được. Bản ngã của bạn là một cái neo để khiến cho chúng ta có thể đối mặt. Đó là lý do mà bạn trải nghiệm thế giới như nó vốn có. Đừng để cho bản ngã kìm hãm bạn. Một khi bạn bắt đầu quan sát những gì mà nó đang nói, nhận ra rằng đó là một trở ngại khác trên con đường tỉnh thức, thì hãy tiếp tục bỏ qua. Bạn có thể tự do và đạt được những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể, bằng cách đơn giản là loại bỏ đi những gì mà những tiếng nói nhỏ đang nói với bạn. Ngồi thật yên lặng, hay còn có thể là thiền. Đây chính là một cách phổ biến nhất mà nhiều người đã dùng để đánh thức tinh thần của họ. Cho dù bạn đang tìm kiếm một con đường thức tỉnh tâm linh, hay chỉ tìm kiếm một chút bình yên và hạnh phúc hơn trong cuộc sống, thì thiền cũng chính là một sự lựa chọn mà bạn đáng trân trọng. Thiền là gì? Có rất nhiều bạn hỏi câu này tới mình, và có rất nhiều người vẫn đang nghĩ rằng thiền là một điều gì đó thật to tát. Nhưng không, Thục Anh chỉ áp dụng thiền như việc ngồi lại, ngồi một nơi thật tĩnh lặng, quan sát chính mình, quan sát từng hơi thở, quan sát từng nhịp đập của con tim, quan sát mọi thứ, quan sát cả suy nghĩ đang hiện hữu. Thiền chính là như vậy. Nó có tính chất trị liệu vô cùng lớn. Bốn phương pháp mà Thục Anh vừa chia sẻ có thể khiến cho bạn dễ dàng kích hoạt một cuộc sống tỉnh thức như mong đợi. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng làm những việc như hít thở sâu hay suy nghĩ tích cực hơn về người khác lại có thể mang lại cho mình một cảm giác yên bình đến vậy. Nhưng ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng các bạn có thể tạo ra những thay đổi lâu dài để đạt được hòa bình và bình an cũng như hạnh phúc trong cuộc đời. Đức Phật cũng đã từng nói, không có con đường dẫn đến hạnh phúc chính là con đường.